Xin chào các bạn, mình là Phúc Viettel và hôm nay mình có mặt ở đây để giới thiệu cho các bạn về các sản phẩm, các gói cước data của Viettel. Mình hỗ trợ gắn gói cực rẻ. Thì các bạn đã biết bây giờ là thời kỳ 4.0, tức là đi đâu chúng ta cũng cần phải có trang bị cho mình data để online để làm gì, để giúp mình mua được những cái sản phẩm tốt nhất, giúp mình tìm hiểu về những người bạn mới và lướt web xem thông tin một cách nhanh nhất. Đấy. Thì ở nhà chúng ta wifi rồi thì ra đường chắc chắn là phải có thêm data, và gói data thì nên dùng theo tháng thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Và đặc biệt là Viettel có những cái gói cước rất là ưu đãi tùy thuộc từng sim, và các bạn chỉ cần để lại số điện thoại, mình sẽ kiểm tra và gắn gói rẻ nhất cho các bạn. Thì cái đường link shop của Viettel thì mình cũng sẽ để ở phía dưới. Nếu các bạn có nhu cầu thì có thể ấn trực tiếp vào đấy để đăng ký, hoặc có thể là nhắn tin inbox cho mình để mình có thể kiểm tra trực tiếp và gọi điện tư vấn thì nó sẽ dễ hơn. Thì mong các bạn sẽ comment phía dưới để lại số điện thoại hoặc là gọi điện trực tiếp cho mình để mình có thể hỗ trợ cách nhanh nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều.